Chào các bác, tôi đang ở phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội các bác nhé. Thì ở chỗ gần cái trường Đại học Luật Hà Nội ấy, thì tôi có cái việc trung việc đi qua đấy, thì thấy cái một cái kịch si cũng chưa rõ là si, chắc là si bút hồng thôi, nhưng mà nó đang hết cái lứa lá non này, không biết là hồng hay là trắng, nhưng mà nó là một cái cây si mọc từ hạt lên, cho nên nó có cái bệ nó rất là hay, và nó lên trực thẳng tắp thôi, thân thế nó bình thường, được cái thẳng với cái dáng trực, có một cái tử và có bệ đế 24 giờ đậm chất mọc từ hạt lên ấy. Có điều là nó được khống chế trong cái bệ rễ trong cái bồn hoa ấy. Cho nên tôi thấy khá là thích, và tôi vừa mượn được một cái xà beng, tôi bẩy nó lên vững nó lên đi, nhưng mà nó dai quá, cái xà beng cái đầu mặt cắt của nó nhột quá, nên là chỉ có bẩy nó bung lên thôi, thì sau này thì lấy kéo hay lấy kìm cắt nó ra thì mang về thôi, chứ bây giờ thì chưa mang được về, thì lâu lắm mới kiếm được một cái cây ở trên phố các bác, giữa phố đường phố Hà Nội đông đúc mà mình lùi húi đi móc cái cây nó cũng kỳ ấy. Một người, nhưng mà nó cũng là cái gì rất là hay, thậm chí là rất ngại, có ai đó nhìn thấy thì cũng rất là ngại, nhưng mà mặc kệ thôi, nó là cái đam mê của mình và nó một cái vì rất là hay, nó hay hơn là cái cây mình mua rất đẹp về ở đâu đó các bác ạ. Thì đây, nó ở trong cái góc này. Tôi cứ đi dần dần vào nhé, không có mọi người cứ để ý, để cứ tưởng tôi trộm cắp ô tô xe máy gì thì bỏ mẹ. Đấy, các bác có nhìn thấy cái tán của nó vút lên đây không? Đó. Thì tôi bứng nó lên rồi, nhưng mà nó rậm rạp lắm. Thì nếu mà như mà lấy được về đây này, có cái rễ trắng trắng này. Đấy, tôi vừa bứng nó lên, có cái thân nó thẳng trực như ngón tay này. Đó. Thì nếu mà được về sẽ có video các bác nhé, không thì thôi. Đây là đoạn ngã ba Huỳnh Thúc Kháng với lại Nguyễn Chí Thanh các bác nhé. Tôi vừa đi ở cổng trường Luật đi xin visa đấy. Ok các bác nhé, hy vọng là có video cái cây này về làm cho bác xem nhé. Đó các bác, vâng các bác, nó đây kết quả đã thành công, nhưng mà nó lúc ý thì ngại quá, thực sự là rất là ngại, dân với lại các em học sinh ở đấy rất là nhiều ngại, hôm nay cứ bới móc móc thì cắt nó hơi ngắn, với lại lúc đó không có đồ, có cái kìm cộng lực ấy, thì cắt nó nát, đâm ra cứ bị thụt vào, thì phía này nó bị hơi dập một chút, ra là buổi trưa là phải té về vứt ở nhà, vứt vào chỗ ẩm xong rồi đi làm tiếp. Này, là hết. Đó. Thẳng tắp nó còn dài quá nhiều, cắt đi nó ngắn, cắt đi ngắn, tí sẽ cắt ngắn chút nữa. Này, làm cái cây trực lắc thôi. Đấy, thế thôi các bạn. Có cái bệ đế này, nếu mà lấy cái khuôn của nó rộng thì khuôn rất là côn, nhưng mà nó rộng quá, buộc phải thu gắn cho chậu. Này, héo hết. Giờ cắt để làm cho các nhá. Đấy, đế đít này. Đấy, nó mọc ở hạt nhưng nó rất là bệt, là bệt si này. Tí cho thùng xốp cho nhẹ. Rồi, xỉn cai các bác nhé. Thank you.
Cái đẹp ơi. À, cái này cháu vừa mới lấy ngoài đường mà. À. Vứt đi mà. Trong cái thọc á. Sống. Cây xi. Hy vọng là sống. Một hoa ngoài đường. Thích thì mình lấy nó về. Ô ông đấy. Chào ông. Chào ông đi. Các anh có món gì thế này? Giải trí tí mà. Chả có gì. Đấy. Thế thôi. Alo. Anh nghe đây, anh ơi. Dạ. Dạ hóa theo năng đi ấy năng năng hiền nó đang chơi nhà hiền nó cực tay. Đấy. Như thế này thì có. Để bỏ hết những cái kia không nó khô. Cho vào thùng xốp thôi. Các bạn. Tiếc cái này. Cắt lúc nó bị dập ở đây, tiếc. Để nó dài ở đây tuyệt vời. À. Ừ, đây. Chú bác bây giờ lại không nhìn thấy gì rồi. Phải tắt rồi chú bác. Nó được một cái đoạn trịt rất hay này. Cây nhiều màu. Đúng rồi con. À đấy là cái thùng xốp có màu đấy con. Chứ không phải cây nhiều màu. Đúng không? Thì đây. Nó là một cây. Tôi cố gắng chờ 2-3 năm nữa đi. Các bạn ạ. Nó không đơn giản đâu. Nó có cây tử rất hợp lý, rất tự nhiên bây giờ. Cây tử. Đấy và rất là bệt chậu này. Hy vọng là nó sống. Rất thẳng nha. Người giật ngọn lên là lắc thôi. Sao con? À đâu có gì? Cái này ở đâu đây? Ở trong này ra. Trong này là trong nào? Trong này. Rồi, có xin nha. Rồi con vào nhà cho mát đây. Bẩn chỗ này bẩn con. Đất bẩn. Đấy thì vừa nãy chú bác đã nhìn thấy cái bệ nó rồi. Đấy. Phố Nguyễn Chí Thanh này. Mách từ Nguyễn Chí Thanh về đây đây, nắng há mồm. Hà Nội ngày nắng há mồm. Tự nhiên loanh quanh đấy lại thấy nó trong cái bụi rậm mà. Cứ loanh quanh mãi mới dám. Rồi, hỏng mất rồi. Thế bố lắc. Thế thì mãi mới dám. Nhất dám lấy, cái thứ hai là nó không có đổ. Để nó rất là chắc. Đấy, thì một lần là mượn cái xe đen này. May quá có xe đen mượn. Lần thứ hai là mượn cái kéo. Không biết bị dập này. Đấy. Vâng nhé. Tinh thần là chủ yếu và thực tế là cây này nó có tương lai. Thứ ba là mình chẳng mất đồng nào, đúng không? Nó là một cây rất tương lai. Rồi. Cảm ơn các bác nhé. Để em quay một cây nữa cho bác xem. Đây, ra ngọn này. Nào bỏ dép bác. Đấy, bác nhìn thấy cái bệt chưa? Đẹp chưa? Tí nữa về ủ lại cho nó mát. Rất là nắng, mấy mùa này rất là nắng. Phơi nắng từ trưa sáng rồi đây. Đã được bây giờ mới trồng. Mất nước trầm trọng. Đúng là nếu mà an toàn thì như ủm ni lông lên các bạn. Ủm ni lông lên, đỡ mất nước. Khi nào mỏng mầm thì bỏ nó ra, bỏ ni lông ra.
Đấy, vâng nhé. Rồi bây giờ cho vào bóng mát. Cây này coi như xong. Các bác thân mến, cái cây này hôm qua, đáng lẽ có video hôm qua đấy. Làm trước cả cái cây tường vi, làm xong cây tường này xong mới làm cây tường vi. Thì lại sau này đi làm biên tập lại video thì lại xóa mất. Xóa tận gốc luôn, không khôi phục được. Nên là mất cái video làm cây này. Bây giờ giới thiệu lại các cái cây này nhé. Một cây xanh Nam Điền dáng trực. Dáng trực lắc, rụt rịt. Trực lắc rụt rịt đó. Đấy, thì nó cao độ 25 phân và khá già, xanh già. Thì giật cây thứ nhất đây, cây thứ hai đây, cây thứ và ngọn đây. Hôm trước bác chủ cũ có cái định nuôi cái tay đây nhưng bỏ đi. Một bước chuyển rất cho là rất là hay. Cái tay này để chả để làm gì. Thì nó chuyển mấy lần đây nó cũng cục kịch. Đấy, nó cục kịch. Và cái này thì cái rễ này đang bó ở đây để cho cái tay này nó to này, nó xứng với cái thân này. Đoạn này nó to mà, đoạn này đang bị bé thóp thóp. Nó thì nó là cái tiểu thuật thôi, nó không có cái gì cả. Cái này sau bỏ đi, bỏ phần này đi. Đấy, một cây rất là hay. Xanh Điền đang trực rất là hay và nó rất là, cũng khá là già đấy các bạn, chứ không phải non đâu nhé. Ra địa dễ thôi. Đầu tiên là bệ đi các. Cái này đáng nghĩa là phải thay đất nhưng mà thôi ngại quá. Nếu nữa chuyển nhà mà thay đất thì nó đưa đi bê lại nó không tiện, thì để chuyển sang nhà mới thì thay đất sau các bạn. Thì hôm đấy thì bóc bệ viết ra thì các bác nhìn nó sẽ ok hơn. Bởi cây này nhìn dáng rất này là viết nó rất là bệt, nó không có cái rễ cọc dưới. Đấy, đây. Bệt nhé. Đây, nó rất là bệt. Phải làm trên cái chậu xi măng này chắc cũng lâu rồi. Đây, cũng có đây. Đấy. Và từ trên xuống nhé. Trên xuống. Ok, khá là rụt rịt, khá là hay. Lý tưởng. Các bác hôm qua cây tỉa tôi lọc mầm thở đi rồi. Cây này thì không cần mầm thở nhiều vì là nó có u cục rồi, u biếu nhiều rồi, không cần mầm thở nữa. Tôi đã bỏ đi xeo thoáng và để quay các bác xem rồi. Rất là tiếc cái video thì xóa đi rồi, nó gần 20 phút rồi. Rất ngắn, lục cục, rất hay. Phát chuyển đây cũng khá hay. Bỏ cái này đi, đúng rồi. Hả? Có, vào nhà lấy, có cả chè đấy. Cốc chén nó lang thang ở đâu đấy, tìm. Các bác ạ, rất là hay. Mà rất là tiếc là xóa mất cái video và chia sẻ. Thì cũng trình bày lại các bác là cái cách làm của anh em bây giờ. Tức là vẫn sẽ chờ đợi cái nhịp cắt đầu tiên của cái tay cành. Ví dụ đây nhá. Cái cây này đang có 3 cành, tay thứ nhất, tay thứ hai, tay thứ ba, thì cái nhịp đầu tiên là cái nhịp này. Thì là vẫn phải chờ to đủ độ lực để cắt. Còn những cái chi tiếp theo thì dễ dãi hơn chứ không chờ liền sẹo hay là như nào mới cắt như các cụ ngày xưa. Có thể lấy bóng ngay và không lấy răm lấy quả phúc dày như ngày xưa, cho nên là chơi nó thoáng hơn và nó nhìn thấy đường chạy cây. Tất nhiên là mỗi phong cách nó có một cái ưu điểm riêng. Cái này thì nó ưu điểm là nó nhanh hơn và bóng biết nó đẹp nhanh. Nhưng mà đổi lại là chi cành nó không được già như các cụ ngày xưa. Thì đấy, thì nó là cái thời gian thôi. Thì cũng chẳng nghệ thuật thì nó không có đúng sai được quá. Quan trọng là mình chọn phương pháp nào thôi. Và sau này mình nhận thấy là cái mình đang đi cái hướng nó đúng. Đấy các bạn, thì cứ thế kiên trì theo thôi. Và tất nhiên là nghệ thuật thì là cái đẹp thì mỗi người có một cách và để đi đến đích khác nhau, và mỗi người cũng có một cái đích khác nhau, mỗi người có cái hệ quy chiếu khác nhau. Chúng ta không thể lấy cái phong cách chơi của người này để làm hệ quy chiếu cho người khác. Đấy thì là một đôi điều chia sẻ với các bác chiều muộn rất là nóng. Ok, cảm ơn các bác nhé. Làm video cho các bác xem này.